Không, trong nghề rửa của bên đầu bếp quá dữ luôn. Thôi mấy ông này. À, bữa hôm trước đang quay các bạn là bị bụi vô dơ hết cái áo luôn. Giờ anh đang ấy cơm đó mọi người. Mua gì vậy? Phần cơm gà. Chính từ phần đĩa nha các bạn. Ở đây là của những loại giáp đó.
phải xem có. Gia đình mình ký nha các bạn. Aden 19. Phan Huy Ích. Bảy cái chảo luôn. Bên kia là xin mì sao. Giờ cũng khuya rồi cho nó hơi dán. Cao điểm là 7 ông không muốn chảo rồi. Quá trời. Như cái chảo này là chuyên mì xào à. Nói chung mì xào giòn hay là mì xào mềm hay là mì gói các kiểu á. Chỗ này là làm theo cái phong cách là rất là tập kiểu của người Hoa nha các bạn. Đây, xong chưa? Hả? Xong này hả? Thôi đâu này tao không kia chứ, tao bảy chảo mà. Đó, đẹp trai. Đó. Xong, dừng. Hả? Ủa, ghê. Ủa, quay các bạn. Bây giờ chút nữa là chín tay áo luôn à. Mấy giờ là đông nhất à? Chỗ này mấy giờ là đông nhất? Tối hả? À, vậy là bữa nay này bán xuyên đêm hả? Dẻo dữ ra.